tử vi thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 5 tháng 4 năm 2023 âm lịch ngày tân tị tháng đinh tị năm quý mão. Xung ngày, ất hợi, kỷ hợi, ất tị xung tháng, kỷ hợi, quý hợi, quý sửu, quý tị. Quý mùi thứ ba này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 23 tháng 5 năm 2023 thực thần độ mệnh báo hiệu người tuổi tí sẽ có những cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng. Bạn không những tự mình tìm được những khoản thu nhập tốt mà còn được bạn bè, người thân người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh. Công việc vẫn tiến triển nhịp nhàng, tuần tự. Bạn nên tập trung và có trách nhiệm để duy trì phong độ này thật lâu. Nếu làm được, không khó để bạn được cấp trên trọng dụng và có ý định bồi dưỡng, cất nhắc. Thủy Hỏa làm giấy lên các cuộc tranh cãi không hồi kết giữa các cặp đôi người độc thân vẫn sẽ dậm chân tại chỗ vì không tìm được người ưng ý, nhưng nếu bạn cảm thấy bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì chuyện tình yêu cũng không gây ra quá nhiều phiền muộn cho bạn. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Hai. Tuổi sửu ngày 23 tháng 5 năm 2023 tam hợp cục dự báo người tuổi sửu dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ. Nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động bật đèn xanh để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao. Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày thiên ấn cũng cho thấy công việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ tị, dậu tí. Ba, tuổi dần ngày 23 tháng 5 năm 2023 dần tị tương hại báo hiệu người tuổi dần không gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong ngày thứ ba này. Trong công việc sự nghiêm túc và chăm chỉ của bạn vẫn chưa đổi lại thành công trong thời điểm này khi có vài kẻ tiểu nhân vẫn chưa có ý định buông tha bạn. Điểm báo tử vi cho thấy, có người luôn ở trong bóng tối rình rập muốn ám hại bạn chỉ chờ bạn sơ sẩy là ra tay. Nhất là khi tiến hành những công việc liên quan đến giấy tờ sổ sách dần không nên lơ là. Cầu thả hay làm việc lười biếng vì cạnh tranh hiện nay rất gay gắt. Đối với chuyện tình cảm bạn đang cảm thấy chán nản vì sự hời hợt của đối phương và bạn cũng không có ý định hâm nóng tình hình hiện tại của mình. Có lẽ mọi chuyện đang dần trở nên nhạt nhẽo khi cả hai thiếu thời gian dành cho nhau. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Bốn tuổi Mão ngày 23 tháng 5 năm 2023 bói tử vi online, thiên tài xuất hiện trong tử vi của tuổi Mão cho thấy con giáp này có thể gặp nhiều niềm vui về tài lộc. Dù là cuối tuần nhưng bạn kiếm được nhiều khoản ngoài dự tính và ngày càng cho thấy cái duyên buôn bán của mình. Vốn dĩ, Mão là người có tham vọng lớn, cần một cơ hội để phất lên. Thì hôm nay chính là dịp may hiếm có mà bạn nên tận dụng bạn cũng có thể hợp tác cùng người khác để có thêm sức cạnh tranh và nguồn lực mở rộng quy mô giảm thiểu rủi ro tài chính mộc sinh hòa tình cảm lứa đôi đang trong những tháng tháng ngày ngọt ngào hai bạn nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở quan tâm tới nhau Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam, tuổi thìn ngày 23 tháng 5 năm 2023 tuổi thìn có thể sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào khi hoàn thành được một mục tiêu nào đó mà bản thân vẫn mong ngóng từ lâu. Có chính ấn tương trợ sau bao gian khó thì cuối cùng người tuổi này cũng đã đạt được những thành tựu xứng đáng cũng trong ngày này những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng phát triển năng lực của mình sự nhanh nhẹn và nhạy bén với thị trường giúp bản mệnh làm đâu thắng đó bội thu lợi nhuận bỏ xa đối thủ sau lưng lại thêm ngũ hành tương sinh các cặp đôi có khoảng thời gian yên vui lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương dù cho có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn muốn đồng lòng. Nắm tay vượt qua tất cả. Người độc thân hài lòng với tình trạng hiện tại, không quá sốt ruột khi duyên chưa tới. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dậu tí, thân. 6. Tuổi tị ngày 23 tháng 5 năm 2023 chính quan độ mệnh giúp vận trình sự nghiệp của tuổi tị thăng tiến khá suôn sẻ. Bạn có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ trong ngày nhưng trong hoạn nạn có cơ hội. Cũng nhờ vậy mà bạn có thể thành công giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Đứng trước khó khăn, con giáp này không hoảng loạn, ngược lại còn rất bình tĩnh để xử lý mọi việc nhanh chóng và hiệu quả điều này không chỉ tốt cho đường tiến thân sau này của bạn mà người khác cũng có cái nhìn mới mẻ và tin tưởng về bạn tuy nhiên phương diện tình cảm của tị lại không quá suôn sẻ dường như sự chân thành chủ động của bản mệnh không mảy may khiến người bạn thầm mến động lòng có lẽ vì đào hoa chưa mỉm cười mà thôi con giáp này cũng không cần quá buồn bã về điều đó giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ cam quý nhân phù trợ, sửu, dậu thân. Bảy, tuổi ngọ ngày 23 tháng 5 năm 2023 ngày tị ngọ tương hội, tuổi ngọ có các thần chỉ lối nên tài vận tăng tiến không ngừng, tài lộc vô cùng hanh thông. Hôm nay người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ được giúp đỡ để tăng thêm thu nhập kiếm tiền bằng chính tài năng của mình trong khi đó những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc giành được nhiều tín hiệu tích cực trong việc kinh doanh của mình cũng là nhờ tuổi ngọ luôn biết chắt lọc thông tin đón đầu xu hướng đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách có điều ngũ hành Can chi trong ngày tương xung nên gây bất lợi cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Người ấy vẫn chưa dành tình cảm đặc biệt cho bạn nên con giáp này phải nỗ lực nhiều hơn mới giành được hạnh phúc cho riêng mình. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng tìm quý nhân phù trợ. Tất dần, Mùi. 8 tuổi mùi ngày 23 tháng 5 năm 2023 dưới tác động của các tinh thiên ấn, tuổi mùi đang có lợi thế hơn trong các cuộc cạnh tranh về chức vụ, quyền lực, nơi làm việc. Con giáp này được quý nhân tương trợ nên tìm ra nhiều cơ hội để rút ngắn quãng đường phải đi, từ đó đi tắt đón đầu những điều bản thân mong muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ỉ lại quá nhiều vào may mắn vì như vậy sẽ làm bản thân lười biếng thiếu trí tiến thủ và gây nhiều thị phi ảnh hưởng tới chính bản thân cũng như người giúp đỡ mình hãy luôn cho thấy bạn có năng lực và xứng đáng nhận được những lợi thế hiện tại thổ được hỏa dưỡng nên chuyện tình cảm không phải quá thăng hoa nhưng rất ổn định cảm giác yên bình và thoải mái khi bên nhau giúp cả hai ngày càng trân trọng mối quan hệ này hơn chẳng cần phải đau to búa lớn, miễn là đủ tin tưởng thì tình yêu sẽ luôn bền vững. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tuổi thân ngày 23 tháng 5 năm 2023 có lẽ nay sẽ là một ngày tràn đầy hứng khởi cho con giáp tuổi thân nhờ có lục hợp thái tuế che chở con đường sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan người tuổi thân trong ngày hôm nay cũng không cần lo về tiền bạc tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn không lúc nào thiếu cứ tiêu hết lại có thỉnh thoảng được cho hoặc có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống nếu muốn dư giả thì con giáp này phải mạnh dạn làm việc nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Cát khí còn giúp nhân duyên rộng mở. Nếu là một người còn đang lẻ bóng. Có thể bạn sẽ vô tình gặp được đối phương vừa ý, chưa biết liệu cả hai bạn có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài hay không nhưng đây sẽ là người vô cùng thú vị và có ảnh hưởng tích cực đối với bạn. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tuổi dậu ngày 23 tháng 5 năm 2023 tử vi 12 con giáp tam hợp nâng đỡ, người tuổi dậu nắm được bí quyết để tiến băng băng trên con đường mình đã chọn. Cơ hội đang đến nên bạn hãy tận dụng khoảng thời gian này để giành lấy các vai trò lý tưởng hơn trong công ty, thể hiện vị trí không thể thay thế của mình chuyện tài chính của bạn đang khá ổn định nên bạn cũng có thể nghĩ đến việc đầu tư thêm các khoản sinh lời để đảm bảo cho tương lai của mình tuy nhiên bạn cũng không nên nóng vội lao vào những dự án đầu tư mạo hiểm kẻo mọi thứ lại biến mất nhanh chóng bạn cũng sẽ gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm đây là lúc thích hợp để hai bạn tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi nên hãy cứ mạnh dạn cho người ấy biết về cảm xúc thật sự của bạn nhé Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường trắng. Sám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11 Tuổi Tuất ngày 23 tháng 5 năm 2023 chính ấn báo hiệu, người tuổi Tuất nhiều khả năng sẽ được thăng tiến trong thời gian này nếu biết tận dụng cơ hội được trao. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi việc đến với mình bỗng chốc trở nên vô cùng suôn sẻ, giúp bạn có cơ hội được phát huy tối đa năng lực và tạo ấn tượng tốt đối với cấp trên. Các mối quan hệ xã giao của Tuất cũng được duy trì tốt đẹp tính cách chính trực ngay thẳng mang lại cho bản mệnh nhiều sự yêu quý từ những người xung quanh trong ngày rất có thể sẽ có sự xuất hiện của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng thực hiện được mục tiêu của mình hỏa sinh thổ mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm lứa đôi những người đang yêu có sự thấu hiểu có khi còn hiểu đối phương hơn chính bản thân họ Riêng người độc thân vẫn chưa tìm được ý chung nhân nhưng bạn đã quyết định sẽ tập trung vào sự nghiệp cá nhân trước. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Dần. 12. tuổi hợi ngày 23 tháng 5 năm 2023 cục diện tương xung cản trở người tuổi hợi trong ngày thứ ba này bạn liên tục phải gồng mình lên để vượt qua khá nhiều thách thức thay vì nản trí và bỏ cuộc bạn nên cố gắng hết sức mình để có thể thấy được cầu vồng sau cơn mưa ngày ngũ hành xung khác một điểm lưu ý dành cho bạn chính là việc bạn nên kiềm chế cơn nóng giận của mình khi trò chuyện với người thân trong gia đình các cặp vợ chồng không nên cãi vã trước mặt con cái kẻo sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến tâm lý con trẻ hơn nữa, tình hình tài chính của bạn đang ngày một xấu hơn. Bạn đang chi tiêu quá nhiều vào các nhu cầu không thiết thực. Lúc này chớ nên cả tin nghe lời dụ dỗ đầu tư kinh doanh mạo hiểm kẻo mất cả chỉ lẫn trai. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng. Đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.